chị đừng đi. Ở sao đưa mẹ mang cái nào, đưa mẹ mang cho. Chân em đau quá. Không được chơi nước nữa con, từ từ đây. Lấy nước có khách không? Ừ. Lấy giày đi, lấy giày muốn mang đi á hả? Thôi chị Dung ra dắt xe đi con. Rồi có gì mẹ dắt giày em xong rồi đây hai chị em cùng đi. Linh rừng phải nghe chơi chị yên chưa, phải nghe theo chị yên chưa. Ừ, mẹ đi theo sau đấy. Ừ, đúng rồi, đẹp trời đấy, được rồi đấy.